Hello, hello. xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay. Man, oh man, hôm nay là một ngày mà đầy sôi động luôn. Tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã nhận được tin tức rồi nhưng mà nào mà theo dõi thuận capital thì tôi đã chia sẻ thông tin này khắp nơi rồi. À, nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thông tin đó, thì chúng ta nhìn vào thị trường cái à, điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay đó là không phải chỉ riêng về tin tức mà Thuận muốn chia sẻ thêm một số điều mà các bạn cần phải À, biết đến tại vì sao mà thị trường nó lại không phản ứng như vậy sau khi mà Fed tăng lãi suất 0.75% ngày hôm nay là cái phần trăm lãi suất tăng trưởng mà nhiều người đã ước tính trước thì tại sao hôm nay là một ngày mà có cái sự dao động lớn như vậy thường sẽ cố gắng chia sẻ và cung cấp một số những ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn là chuyện gì đang xảy ra đó mới là điều mà tôi muốn làm trong video này nếu mà các bạn đã thấy là kết thúc đó, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ rất là đỏ, chúng ta nhìn cả ba chỉ số luôn thì uh, đều giống nhau giảm khoảng chỉ là 1,7%, các bạn thấy được là Dow Jones uh, giảm 1,7, S&P 500 cũng tương tự và Nasdaq thì cũng như vậy. Hiện bây giờ pre-market trong đồng tương lai thì sao? Các bạn thấy được là tiếp tục là đỏ. Chúng ta nhìn vào Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures, K3 uh, đều đang đỏ hiện tại các bạn nhìn thấy được vàng hôm nay thì cũng xuống thêm một chút bây giờ mức là dưới 1.700 đô 1.667 đô cho một ounce vàng dầu đó thì các bạn thấy là không thay đổi nhiều và mức là khoảng 83 85 đô cũng là mức này khoảng chừng là hơn một tuần rồi nhưng mà về crypto thì sao crypto đó thì các bạn sẽ thấy được là giá cả dao động rất là nhiều các bạn đã nhìn thấy được là tương tự như là chúng ta thấy uh, cổ phiếu của Hoa Kỳ ra Chúng ta lấy cái ví dụ là S&P 500 đi Thì đây chỉ tính một ngày mà thôi các bạn thấy được là Trước khi mà có cái thông báo lại Super Fed thì cả ngày hôm nay chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ đó là ở cái mức dương đi hàng ngang mà một thời gian rồi sau đó các bạn thấy được là sau khi mà Fed công bố lãi suất đó thì thị trường đâm mạnh xuống rồi sau đó các bạn đang thấy được là thị trường lại hồi phục ngược trở lại chỉ để đâm mạnh xuống thêm một lần nữa và chúng ta nhìn thấy được hiện tượng tương tự cũng xảy ra đối với lại BTC các bạn đã nhìn thấy rồi à, từ tối hôm qua đó khi mà giá cả đi xuống tới cái mức khoảng chừng là 18.700 đô thì giá cả đã từ từ lên mỗi một thanh này là 15 phút tại vì hôm nay tôi muốn chia sẻ cái thời gian thanh 15 phút đi các bạn thấy rõ hơn cái sự ảnh hưởng à, của sự kiện ngày hôm nay thì giá cả từ từ tăng trưởng trở lại hồi sáng này cho đến lúc mà chúng ta thấy được là Fed bắt đầu công báo lãi suất thì lúc đó khi mà mọi người biết là phần trăm là 0.75 đó thì giá đã tăng lên các bạn thì được tăng lên từ cái mức là khoảng chừng 19.000 đô lên tới gần như 20.000 đô luôn là 19.955 rồi sau đó các bạn thì được là trong thời gian vài phút lại đâm mạnh trở xuống từ cái mức là 19.953 xuống tới mức đó là 18.667 trước khi đẩy ngược trở lên 19.795 rồi lại đâm mạnh trở xuống cái mức thấp nhất ngày hôm nay là 18.126. Bây giờ các bạn thì được là giá trong vòng khoảng chừng là hai tiếng qua là xoay quanh mức là khoảng 18.531 nói chung đó, thì các bạn thấy được là hôm nay là một ngày có rất nhiều dao động đối với chứng khoán đó là một ngày rất là đỏ nhưng mà đối với crypto đó thì trong refresh con các bạn thấy được là cả thị trường crypto hôm nay đương nhiên là xuống rồi nhưng mà xuống là 2.2% và chúng ta nhìn vào BTC thật ra cũng không phải là một ngày mà xuống nhiều lắm mặc dù giá cả các bạn thấy được là đã có sự giao động rất nhiều nhưng mà phần trăm đi xuống là khoảng 2.6% à còn Ethereum xuống nhiều hơn xuống 6.5. À, một số những đồng khác trong cái top 10 này thì cũng xuống tương tự như là BTC các bạn thấy được là XRP xuống 2.1, các bạn thấy được Solana cũng uh, tương tự xuống 2.8, à, Cardano thì xuống 4.1. Ở Polkadot thì xuống khoảng chừng là 2% Dogecoin xuống 3,3% Thì tuy là hôm nay là một ngày mà đỏ trên thị trường chứng khoán Nhưng mà về crypto đó Thì ngoại trừ Ethereum trong thấp 10 này đó Các bạn thấy được là phần lớn xuống khoảng chừng 2% mà thôi Không phải là một ngày mà xuống nhiều lắm Nhưng mà con tôi muốn chia sẻ một điều với các bạn là cái sự ảnh hưởng của mỗi lần mà Fed công báo lãi suất đó thì cái sự ảnh hưởng của giá cả BTC như thế nào. Đây là cái thống kê năm 2022 từ cái đợt mà tăng lãi suất đầu tiên cho đến cái đợt tăng lãi suất tháng 7 à, ngày 27 tháng 7 thì chúng ta đã thấy được là cái ngày họp ngày 16 tháng 3 đó thì ước tính là 0.25% tăng trưởng sau khi họp đó cái phần trăm tăng trưởng cũng tương tự là 0.25 nhưng mà BTC đó thì phản ra sao các bạn thấy được là sau đó BTC đâm sau khi công bố rồi lại thâm mạnh trở lên đó là hiện tượng của ngày 16 tháng 3 khi mà Fed công báo lãi suất chúng ta được là ngày 4 tháng 5 thì sao chúng ta thấy được là ước tính là Fed sẽ tăng 0.5% sau khi họp Fed cũng tăng 0.5% có nghĩa là chúng ta đã thấy được là sau khi họp với lượng ước tính là giống nhau nhưng mà Động thái BTC đó thì lại pump sau khi công bố rồi lại đâm mạnh sau đó Ngày 15 tháng 6 các bạn thấy là ước tính đó, Fed sẽ tăng lãi suất là, là 0.5 Sau khi hợp đó, tăng tới là 0.75 thì động thái BTC ra sao Các bạn thấy được là sau khi mà công bố đó thì đâm sau khi công bố rồi lại pump sau đó rồi lại đâm mạnh hơn nữa Ngày 27 tháng 7 thì sao các bạn thấy được là ước tính là 0.75 tăng À, sau khi hợp là cũng tương tự là 0.75% tăng, nhưng mà động thái BTC đó là pump sau khi công bố rồi lại tiếp tục pump sau đó nữa. Và hôm nay thì sao? Hôm nay các bạn thì được là phần lớn ước tính là 0.75% tăng. À, sau khi hợp đó phần trăm tăng cũng như vậy là 0.75, nhưng mà động thái của BTC đó là các bạn thấy được sau khi công bố tăng rồi sau đó rồi lại đâm rồi sau đó lại pump rồi sau đó lại đâm thêm một lần nữa thường chia sẻ điều này với bạn để làm gì cho nên nhiều bạn nói là điều này đó chúng ta nhìn lại quá khứ cũng thấy rồi cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là mỗi lần mà cái sự kiện liên quan tới fed công bố lãi suất đó thì nó không có một cái logic nào hết cho nên các bạn cũng đã thấy rồi lãi suất chỉ là một phần của cái yếu tố mà thôi còn rất nhiều yếu tố nữa trong ngày công bố lãi suất Fed cũng sẽ chia sẻ về suy nghĩ của cục dự liên của Hoa Kỳ nghĩa là Fed về tương lai của kinh tế Hoa Kỳ như thế nào. Fed cũng sẽ suy nghĩ về những cái tháng tới đây đó thì lãi suất sẽ ở cái vùng nào, tăng trưởng sẽ là bao nhiêu. Tất cả những yếu tố đó đó đều ảnh hưởng đến giá cả cho nên phần trăm lãi suất tăng bao nhiêu chỉ là một cái yếu tố trong ngày đó mà thôi cho nên rất khó để mà biết được thị trường sẽ phở như thế nào và cái điều mà khó hơn nữa đó là không phải phần trăm tăng bao nhiêu mà người ta ước tính phần trăm tăng bao nhiêu và không phải ai cũng giống ai cho nên có sự phản ứng giá cả các bạn mình thấy được là nó lên xuống nhiều như vậy và chúng ta có rất nhiều là nhiều những con bot trade dựa theo tài liệu đến từ những cái terminal đó mỗi lần mà có thông tin thì có rất nhiều những con bot xem những thông tin đó và trade dựa theo thông tin đó chứ không phải là người trade ở trong Bitcoin coi cũng có và nhiều hơn nữa là trong thị trường tài chính nói chung thì điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là các bạn đã thấy được là tình hình hôm nay ra sao thì bitcoin đó không phân biệt chủng tộc màu da giới tính tôn giáo các bạn bolus hay là các bạn Paris, ai cũng bị thanh lý hết các bạn đã nhìn thấy được là ngày hôm nay à, chúng ta nhìn vào con conglass thì à, rất nhiều bị thanh lý ngày hôm nay chúng ta có màu xanh lá cây chúng ta có màu đỏ đây là mỗi thanh là 30 phút thì các bạn thấy được là trong thời gian mà công bố lãi suất đó thì cả hai đều bị thanh lý hết long bị thanh lý short bị thanh lý và đương nhiên cả ngày hôm nay thì có nhiều lệnh long bị thanh lý hơn tại vì giá đi xuống mà điều mà tôi muốn nói với các bạn ở đây đó là các bạn đã lớn rồi các bạn có nhiều cách đầu tư khác nhau cách nào cũng được hết các bạn có thể là thích trung bình giá đầu tư dài hạn cũng được có nhiều bạn thích chọn địa điểm vào và ra đầu tư trung hạn cũng được có nhiều bạn là thích phân tích kỹ thuật hay là trade hàng ngày cũng được luôn. Các bạn đã lớn rồi thì mỗi người à, đều sẽ có cái quyết định riêng. Cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là mỗi một lần chúng ta có những sự kiện như là Fed công bố lãi suất đó thì dựa theo tài liệu mà thường vừa chia sẻ đó cái sự phản ảnh của giá nó rất là khó đoán. Thứ nhì nữa đó là các bạn đầu tư ra sao cũng được nhưng mà quản lý vốn thì rất là quan trọng. Các bạn nên nhớ là khi các bạn đầu tư đó luôn nhớ rằng thành phố Rome không phải được xây dựng trong giờ một ngày. Khi các bạn trade, các bạn nên luôn nhớ rằng thành phố Hiroshima và Nagasaki đã bị phá hủy chỉ trong một ngày mà thôi. Đó là cái thông điệp tôi muốn mang đến cho bạn đầu video này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin là Fed đã nói gì mà làm cho thị trường xôn xao cả lên như vậy. Tại vì cái phần trăm tăng trưởng thì cũng như ước tính mà thôi. Thì thật ra cái mấu chốt đó là nằm trong văn bản của Fed. À, chia sẻ và những lời nói của Fed ngày hôm nay, tôi cũng đi dành thời gian để mà xem cái uh, buổi thuyết trình của Fed và uh, Fed cũng trả lời một số những câu hỏi của phóng viên ngày hôm nay. Các bạn thấy được là các bạn có thể lên trên YouTube uh, để mà tìm thấy cái video này dài khoảng 44 phút, Tôi cũng đi dành thời gian để mà xem cái video này và các bạn đã nhìn thấy được là uh, người uh, đàn ông uh, đẹp trai trên màn hình đó, John Powell, chủ của Fed hôm nay thì uh, À, trên cái à, hình mà thường đệ không có được vui lắm à, thì đương nhiên thường để cái hình này nó cũng có lý do tại vì nhiều người xem cái video này ra thì có nhiều cái à, suy nghĩ khác nhau đối với thượng nên thường cảm thấy được là cái thông điệp của phép hôm nay nó cứng rắn hơn và hình như là phép cũng không hài lòng lắm để thường chia sẻ để các bạn hiểu hơn thì trước khi chúng ta đi vào những cái chi tiết mà phép nói gì đó thường sẽ lấy một cái ví dụ về chuyện gì xảy ra ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn vào một cái ví dụ đơn giản đi các bạn có một đứa con thì đứa con này đó hay đi chơi rồi về tối các bạn không thích các bạn kêu đứa con này đó là con nên về sớm nếu không về sớm thì ba má đuổi ra khỏi nhà đi thì đứa con này đã không nghe lời nghĩ là ba má chỉ nói gì thôi hù mình thôi chứ làm sao mà dám đuổi mình ra khỏi nhà được nhưng mà một ngày nào đó đó đứa bé này đi chơi xong rồi về trễ tuy là ba mẹ chưa có hành động là đuổi đứa bé ra khỏi nhà nhưng mà ngược lại đó thì uh, lại lóc cái cửa khóa cửa lại và đứa bé không vào nhà được thì đây là cái dấu hiệu đầu tiên đây là một cái cảnh báo rất là mạnh là đừng có nghĩ là ba mẹ chỉ nói giỡn thôi tuy là chưa đuổi ra khỏi nhà nhưng mà đã hành động cái bước đầu tiên để cho mọi người biết được là ba mẹ cứng rắn cỡ nào rồi đã lóc cửa thì thường lấy ví dụ này để chia sẻ với các bạn cũng tương tự fed cũng theo thuận nghĩ là cũng có cái suy nghĩ đó các bạn thấy được là đã bao nhiêu tháng ngày qua đó chủ tịch của fed và những quan chức của fed á đều cùng một thông điệp hết à, sau khi mà năm vừa rồi đó các bạn đã nhớ là mỗi lần mà ai hỏi tới lạm phát thì Fed nói lạm phát chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng mà trong năm nay thì Fed đã hoàn toàn thay đổi cái suy nghĩ đó là lạm phát không phải là tạm thời. Mà nếu như không làm gì hết, á lạm phát sẽ không quản lý được. Cho nên Fed đã quyết định là cái công cụ mà Fed sẽ sử dụng đó, đó chính là tăng lãi suất và siết chặt trong tiền. Có nghĩa là bán trái phiếu thì chúng ta cũng đã biết vấn đề này rồi. Và Fed đã nói rất nhiều lần, nhiều chủ tịch của Fed từ nhiều chi nhánh cũng như là nhiều thống đốc của Fed cũng đã chia sẻ cùng một giọng điệu đó chính là Fed sẽ không ngưng tăng lãi suất, không ngưng siết chặt dòng tiền cho đến khi nào mà lạm phát được quản lý đi trở về xu hướng là 2%, sau đó thì mới tính tiếp. Chứ còn trước đó đó thì đừng nên nghĩ là Fed sẽ nương tay và Fed chỉ có hai nhiệm vụ mà thôi. Thứ nhất đó chính là quản lý lạm phát, thứ nhì đó chính là quản lý phần trăm thất nghiệp. Vì lý do đó đó Fed chỉ quan tâm đến tăng lãi suất và đi làm phát hiện bây giờ tại vì thất nghiệp bây giờ vẫn thấp và thậm chí là thất nghiệp có thể tăng thêm nữa Fed cũng chấp nhận được tại vì thất nghiệp đang thấp bây giờ ba mấy cho dù thất nghiệp có lên tới bốn mấy thì Fed vẫn cho đó là một phần thất nghiệp thấp và thất nghiệp là điều cần thiết khi mà Fed tăng lãi suất tại vì đó là cái hiệu ứng mà Fed tăng lãi suất siết chặt dòng tiền khiến cho nền kinh tế chậm lại sẽ dẫn đến là những công ty có thể sa thải nhân viên Fed đều hiểu điều đó nhưng mà các bạn thấy được là trong vòng mấy tháng qua đó rất là nhiều những cái nhà phân tích ở trên wall street nhiều ngân hàng đó thì uh, điều giống như là không có coi lời nói này của Fed như là sự thật các bạn thấy được là có rất nhiều người uh, trước cái cuộc họp ngày hôm nay đó thì vẫn ra những cái suy đoán là Fed sẽ ngưng tăng bắt đầu từ đầu năm sau hay là Fed sẽ tăng tới cái mức nào đó mà thôi uh, bắt đầu là từ thời điểm này sẽ giảm tăng và không tăng mạnh nữa các bạn đã nghe nhiều rồi, thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn nhiều bài viết liên quan đến suy nghĩ của Wells Fargo, JP Morgan vân vân Và hầu như là Fed ấy, hôm nay muốn chia sẻ cái thông điệp mạnh hơn, cứng rắn hơn là Fed sẽ không lùi bước, sẽ tiếp tục tăng trưởng lãi suất và không phải là hù đầu. Hôm nay tăng 0.75 và Fed lại đưa ra thêm rất là nhiều những thông tin khác nữa. Các bạn thấy được là Fed và những quan chức của Fed đã cho thị trường thấy là không có lý do gì nghĩ là Fed sẽ ngừng tăng lãi suất năm 2023. Thêm vào đó đó là Fed đã điều chỉnh lại cái mức GDP tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ cho năm nay, ước tính á, hiện bây giờ là 0.2%, có nghĩa là cái mức này đó là gần như là con số 0, giảm mạnh so với ước tính hồi tháng 6 là tới 1.7% lận. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngay cả Fed cũng không thể phủ nhận là kinh tế của hoa kỳ và có thể là của cả thế giới đó có thể là đang trên bờ vực suy thoái hai điều này cũng nên đủ làm cho nhiều người trên phố wall lo lắng hồi sáng này rồi các bạn cũng đã thấy được đó là một trong những trang web ước tính GDP cho cái quý 3 này thì bây giờ vẫn chưa kết thúc mà chúng ta còn 10 ngày nữa thì mới kết thúc cái quý 3 có nghĩa là kết thúc tháng 9 thì uh, vẫn chưa biết được là GDP sẽ ra sao nhưng mà ước tính bây giờ đó dựa theo Fed ở Atlanta đó là trong cái quý 3 này là tăng 0.3% vừa theo tài liệu mới nhất ngày hôm nay và các bạn đã biết là GDP của cái quý 2 giảm, quý 1 cũng giảm luôn chúng ta trên căn bản đó đã đi vào suy thoái tài chính theo định nghĩa rồi nhưng mà đối với lại Hoa Kỳ đó thì vẫn phải chờ Thường nhớ là văn phòng nghiên cứu kinh tế quốc gia ra quyết định là có suy thoái hay là không mà họ vẫn chưa nói nhưng mà nếu như mà con số 0.3 này chuyển thành à, con số âm thêm một quý nữa thì tôi nghĩ là khó để có thể ai phủ nhận là chúng ta đã thực sự đi vào suy thoái tài chính rồi thêm vào đó đó Fed đã báo hiệu ý định là sẽ tiếp tục tăng cho đến một là lạm phát ở phần trăm chấp nhận có nghĩa là đi về xu hướng hai phần trăm hoặc là kết thúc ở mức là 4.6% vào năm 2023. Cái này đó cao hơn ước tính rất nhiều. À, trước khi mà có cuộc họp đó thì nhiều à, những ngân hàng nghĩ là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất vào cái mức khoảng chừng là 4.1. Có nghĩa là họ nghĩ là Fed sẽ tăng tháng 11 và tháng 12 rồi sau đó là không tăng lãi suất nữa cho năm sau. Vẫn giữ cái mức đó nhưng mà không tăng nữa thì xoay quanh cái mức là khoảng 4.4.1 nhưng mà không phải Fed nói là ngay bây giờ thì ước tính là tăng lên tới 4.6 cao hơn rất nhiều so với ước tính của forward đây cũng là một dẫn chứng là Fed đợt này cứng rắn hơn và đợt này là không có dẫn chơi nữa muốn cho mọi người biết là đây không phải là cho đùa đâu Fed đã ra quyết định là lãi suất là một công cụ để quản lý lạm phát và đã phóng tên phải theo tên ngay cả Fed cũng nói như vậy, đã ra quyết định rồi đó thì không thể quay đầu lại cho đến khi làm phát quản lý chứ nếu không thì uổng hết tất cả công sức, uổng hết những người mà giống như đã bị ảnh hưởng rất nhiều về việc tăng lãi suất họ không thể mua nhà được như ý mướn không thể mượn tiền mua nhà được họ bị à, công ty sa thải thì những người đó hy sinh hoang ổn đối với thuận là như vậy cho nên fed á, không có muốn quay đầu mà cứ tiếp tục và điều quan trọng hơn đó các bạn nhìn vào đây á, là một cái gọi là Uh, đồ thị dấu chấm của Fed Thì các bạn đang thấy được là nhiều bài viết bây giờ đó nói là dự báo trung bình cho thấy là quan chức Fed Dự kiến sẽ tăng lãi suất lên tới 4.4, 4.6 vào cuối năm 2022 Và chỉ còn hai cuộc họp năm nay có nghĩa là khả năng sẽ tăng uh, cái đợt kế tiếp này tháng 11 đó Tại vì cái đợt kế tiếp Fed sẽ họp là còn tới 41 ngày nữa uh, Đó chính là ngày 2 tháng 11 Và đợt họp cu cuối cùng đó là ngày 14 tháng 12 Thì trong hai cái đợt cuối cùng này đó khả năng là sẽ tăng thêm 0.75 rồi khoảng chừng là 0.5% Nhưng mà đó là cái ước tính trung bình mà thôi. Các bạn nhìn thấy được đó đây là một cái gọi là đồ thị dấu chấm mà Fed sử dụng để báo hiệu đường đi của lãi suất đó. Thì những dấu chấm này hiểu đơn giản là một cái bỏ phiếu bây giờ. Đây không phải là một cái cam kết là Fed sẽ tăng lãi suất như thế nào và khi nào mà đây là một cái là ngay thời điểm hiện bây giờ đó. Những quan chức của Fed sẽ bỏ phiếu ra sao, có cái suy nghĩ gì về năm tới và năm tới nữa lãi suất sẽ ra sao? Thì trung bình đó, các bạn thấy được là 4 46 6 đây là con số các bạn nhìn thấy trên nhiều trang web nhưng mà những cái quan chức của Fed đó, thì nhiều người nói là có thể lên tới 4.75 thậm chí là 5% vào năm 2023 trước khi mà giảm vào năm 2024 các bạn nhìn thấy được trên màn hình đó thì zoom ra các bạn thấy rõ hơn thì bên dưới này là các bạn nhìn thấy được là năm 2022, 23, 24, 25 và sau đó và các bạn nhìn thấy được là những dấu chấm này là những cái bỏ phiếu của những bạn của Fed thì năm 2022 này đó chúng ta thấy được là có thể kết thúc ở cái mức thường chia sẻ là khoảng 4.4 đi ở cái mức này coi như là cái mức chính giữa thì sẽ tăng thêm hai đợt nữa vào năm nay như thường vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà năm sau đó thì các bạn thấy được là lại sẽ tiếp tục tăng lên nữa và sẽ giữ ở cái mức cao các bạn đã thấy được là một số những cây uh, bỏ phiếu đó, những cây đồ thị vô chấm này cho thấy được là lên tới cái mức mỗi một cây chấm 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 màu đen này đó là 0.125% thì các bạn thấy được là 4 4.5 còn chính giữa này đó là các bạn thấy được là ước tính là khoảng chừng 4.75 cho đến 5% cho năm sau như thường vừa chia sẻ với các bạn. Đây là một điều mới đối với lại nhiều cái người mà ước tính lãi suất cho nên họ không nghĩ là Fed quyết tâm tăng mạnh lên tới như vậy và sau đó thì năm 2024 mới là cái năm mà bắt đầu chúng ta mới thấy những dấu chấm này nó rải uh, ra uh, một cái khoảng cách xa hơn và có nhiều dấu chấm nằm phía dưới là 4%, có nghĩa là năm 2024 đó thì ước tính mới bắt đầu giảm xuống và năm 2025 uh, sẽ giảm thêm nữa và sau khi phần trăm lạm phát quản lý rồi đó thì Fed sẽ đi trở về cái mức phần trăm lãi suất là khoảng chừng 2.5. Nói chung thì uh, mọi người hy vọng là năm 2023 đó Fed sẽ ngừng tăng nhưng mà bây giờ đó đó không phải là dấu hiệu mà Fed muốn cho mọi người thấy, dấu hiệu bây giờ Fed muốn cho mọi người thấy là sẽ tiếp tục tăng cho đến khi nào? Như thường vừa chia sẻ với các bạn, chỉ có hai yếu tố mà thôi mà Fed quan tâm. Một là lạm phát ở phần trăm chấp nhận. Có nghĩa là trong năm 2023 đó thực sự lạm phát đã đi xuống và có mức là khoảng chừng 2% như là Fed thích thì sẽ ngừng tăng hay là sẽ tăng tới khoảng chừng là 4.6, 4.75 như thường vừa chia sẻ với các bạn Đó là cái mấu chốt của ngày hôm nay tại sao nhiều người mà lo lắng như vậy Thêm vào đó nữa thì về bất động sản đó, John power cũng đã chia sẻ Không phải đợt này mà trước đó nó cũng đã có người hỏi John Powell Là nếu như mà một người nào muốn mua nhà bây giờ đó thì nên mua hay là nên chờ thì đương nhiên cho John Powell nói là không thể nào cho lời khuyên được nhưng mà đối với John Powell đó thì nên chờ và hôm nay cho John Powell cũng đã nói về bất động sản đó đó chính là thị trường bất động sản đối với John Powell sẽ phải trải qua một đợt điều chỉnh khó khăn để lấy lại cân bằng tại vì đối với Fed bây giờ đó là nhiều người không thể mua nhà được tại vì giá nhà quá cao mặc dù là chúng ta hay được là giá nhà đã ngồi lên một chút nhưng mà vẫn rất là cao và thậm chí bây giờ đã giá nhà ngồi một chút nhưng mà lãi suất lại tăng lên rất là nhiều từ 3% đến hơn 6% bây giờ khi mà mượn để mà mua nhà khiến cho nhiều người không thể mua nhà được cho nên đối với Fed á, Fed không thích điều này cho nên mới nói là bất động sản ở Hoa Kỳ sẽ có bộ đợt điều chỉnh khó khăn để lấy lại cân bằng cho nên chắc thùng sẽ không mua nhà năm nay rồi các bạn. thì đây là những gì mà Fed phát biểu ngày hôm nay. Thùng hy vọng là sau khi chia sẻ những thông tin này các bạn hiểu hơn về tình hình chung. đó chính là điều mà thùng muốn làm trong video này thì Thuận không thể nào nói là fed làm như vậy là đúng hay là không đúng tại vì đây là một cái việc làm rất là khó các bạn các bạn thấy được là hôm nay là cái lần đầu tiên mà thường cảm thấy chưa tom powell cũng đã đưa ra dấu hiệu là hạ cánh an toàn đó khả năng này bây giờ không có cao và fed chấp nhận đau đớn một thời gian để có thể quản lý lạm phát thời gian dài đó là cái quyết tâm của Trump hiện tại. Một cái việc làm rất là khó khăn. Và đương nhiên không phải ai cũng có thể giải quyết được vấn đề này đâu các bạn. Cho nên tôi mới chia sẻ ví dụ với các bạn là ba mẹ giống như là Fed gì đó. Còn người con mà thích đi về chảy đó thì giống như là những người trên phố wall những trader mà không có nghĩ là Fed quyết tâm như vậy hay là nghĩ là Fed chỉ hù mà thôi. Và Fed hôm nay đó tuy là chưa có đuổi ra khỏi nhà nhưng mà cũng đã thay ổ khóa, lóc cửa lại để